ở hiền gặp lành ác giả ác báo mỗi người khi sinh ra đều được trao cho cơ hội trải nghiệm và học hỏi từ chính hoàn cảnh của mình giữ gìn đạo đức và sống đúng như câu tục ngữ ở hiền gặp lành sẽ mang đến cho cuộc đời của ta những món quà thật tuyệt vời hãy cùng cảm giảm trong khai mở tâm nhãn tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ ở hiền gặp lành trong video ngày hôm nay nhé ở hiền gặp lành nghĩa là gì ở hiền là sống lương thiện không vụ lợi không toan tính việc làm hại đến ai người ở hiền xem lợi ích của người khác như lợi ích của mình thế nên luôn đối xử tử tế với mọi người người hiền lành xuất phát từ tâm trong sạch từ trí tuệ khôn ngoan biết mình đang làm những điều tốt giúp đời mà chẳng nghĩ gì đến việc được báo đáp gặp lành là kết quả của việc chúng ta sống lương thiện sau này ta sẽ gặp được nhiều điều may mắn tốt đẹp trong đời điều này không phải nói đến việc người mà ta giúp đỡ sẽ trả ơn cho ta mà là khi ta giúp người thì cũng sẽ có người giúp ta trong những trường hợp khác. Việc lành là kết quả mà con người sau khi gieo nhân tốt sẽ gặt được trái ngọt. Cuộc sống này được tạo nên từ sự kết hợp hài hòa của đất trời, vì vậy chúng ta không chỉ nhớ đối tốt với những người xung quanh mà kể cả vạn vật cũng đáng được đối xử tử tế, chân thành. Ở hiền gặp lành là lời nhắc nhở, là tiếng chuông cảnh tỉnh con người quay về với bản chất lương thiện, quay về với chính mình ở hiền gặp lành như kim chỉ nam cho cuộc đời mỗi người nhất là trong thời đại ngày nay vì đời sống luôn tồn tại những mặt tốt và xấu thiện và ác nên sự tỉnh thức giúp ta nhận ra được đâu là cách đối nhân xử thế cho hợp tình hợp lý thông minh là vốn quý trời cho nhưng lương thiện lại là sự lựa chọn hãy chọn sống hiền hòa với vạn vật để mỗi giây phút trong cuộc đời đều thấy tâm mình an yên tại sao người ta thường nói ở hiền gặp lành ác giả ác báo ở hiền và người khác nhìn thấy mình ở hiền là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có nhiều người dù chúng ta thấy họ hiền nhưng thật sự chưa chắc họ là người hiền có thể chúng ta chưa thấy họ trở nên hung dữ mà thôi một người có hiền hay không thì chỉ có thể thấy được khi người đó ở trong thử thách khi đối diện khó khăn nếu họ vẫn giữ được phẩm chất đạo đức không bị lung lay không bán mình cho điều xấu thì họ mới thực sự ở hiền nếu họ đối diện nghịch cảnh mà vẫn giữ vững thái độ hiền lành tử tế thì đó mới là người hiền lành thật sự đừng nên nhầm lẫn hiền lành với nhu nhược một người nhu nhược khi bị áp đặt một điều gì sai có thể họ sẽ chấp nhận đồng tình với cái xấu cái ác miễn là họ được yên ổn một người nhu nhược khi đối diện nghịch cảnh họ sẽ đánh mất chính mình nếu chưa thật sự ở hiền thì phải làm như thế nào để chuyển đổi tâm hồn của mình làm thế nào để cuộc đời chúng ta chỉ còn những điều tốt đẹp cao thượng để tỏa sự yên vui đi khắp nơi ở hiền gặp lành khi và chỉ khi bạn thực sự là người nhân tử hiền lành nếu bạn vẫn chưa gặp lành thì có thể là nhân lành bạn gieo chưa đủ hoặc những kiếp trước bạn đã gây ra một số nghiệp nào đó cần trả lại trong kiếp này luật nhân quả là một trong những quy luật vận hành của vũ trụ tin sâu vào luật nhân quả thì mỗi hành động của chúng ta đều sẽ hướng về con đường của sự lương thiện người gieo hạt giống tốt quả ngọt tuy chưa tới nhưng trong tâm hồn họ luôn thấy an bình người gieo hạt giống xấu sau này ắt sẽ nhận quả đắng cay đây cũng là lý do tại sao người ta thường nói câu ở hiền gặp lành ác giả ác báo chúng ta lựa chọn sống tử tế lương thiện thực ra không phải vì người khác mà là vì chính ta khi hành thiện tâm ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhưng khi làm việc ác tâm ta sẽ bất an đầy những nỗi lo lắng đau khổ dày vò ở hiền gặp lành ác giả ác báo như một lời khẳng định chắc chắn rằng ngày mai tốt hay xấu chính là do những gì chúng ta tạo ra từ ngày hôm nay thật ra cũng có những ý kiến cho rằng trong thời đại ngày nay nếu chỉ sống hiền lương thì chưa chắc nhận được điều lành bởi vì chúng ta vẫn thấy những kẻ xấu kẻ ác nhờn nhơ hưởng thụ kết quả mà họ nhận được sau những mưu mô, toan tính. Và nhiều người lương thiện hay giúp người khác nhưng cuộc sống của họ vẫn còn nhiều lo toan, khó khăn, vất vả. Những người chọn sống hiền lành bởi họ nhận thức được rằng gieo nhân nào gặt quả đó. Cả một đời sống mà ta tu tập trong thiện lành là để chuyển hóa những quả báo đã gieo ở thời điểm trước, cũng là để không phải gieo thêm một chút gió nào. Người xưa cũng đã khuyên chúng ta câu, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm. Sự tồn tại hữu hình của con người không chỉ vòn vẹn trong kiếp này mà còn ở nhiều kiếp khác. Vậy nên hạt giống tốt được gieo ở kiếp này có thể thành quả ngọt sớm hoặc muộn. Điều giúp tâm con người an bình trước hết chính là thiện lương mà không đòi hỏi sự báo đáp. Phúc báo luôn đợi ở phía sau và tương lai của ta được tạo nên từ những việc ta làm hôm nay. Hãy luôn nhớ ở hiền gặp lành ác giả ác báo những lời dạy của đức phật về triết lý sống ở hiền gặp lành ở hiền gặp lành nhằm nhắc nhở mỗi người về quy luật nhân quả của đất trời cuộc sống mang tính nhị nguyên luôn tồn tại thật giả tốt xấu thiện ác lẫn lộn con người cứ gieo gió ắt sẽ gặt bão gieo cái ác ắt sẽ chẳng thể sống trong yên bình hãy cùng nhau đọc và chiêm nghiệm những lời dạy của đức phật về triết lý sống ở hiền gặp lành bạn nhé một hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia hai người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống người cao quý không làm tổn thương ai cả ba đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù bốn hãy cho đi ngay cả khi bạn chỉ có một chút 5. Những người nông cạn tin vào may mắn, những người mạnh mẽ tin vào nhân quả. 6. Hành động làm nên ta hoặc làm hỏng ta, chúng ta là kết quả hành vi của bản thân. 7. Con người biết điều họ làm, thường họ biết tại sao mình làm điều mình làm, nhưng điều họ không biết là điều họ làm gây ra điều gì. 8. Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó. 9. Cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm giữ tự mang họa. 10. Chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ trước khi đóng sập cửa, trước khi đốt cầu, trước khi cửa gãy cành cây mà ta đang ngồi ở trên. 11. Hành thiện gặt quả thiện, hành ác gặt quả ác, đã gieo hạt giống nào, người phải gặt quả nấy. 12. Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh, 13. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán giận. Hành thiện thì tâm an, mà tâm an thì vạn sự an. Nếu chúng ta sớm thức nhận ra được rằng trên đời này bất kỳ chuyện gì xảy đến với ta đều là do những gì ta từng làm lúc trước mà thành, thì sẽ không có cái gọi là bất công. Vì thế, hãy thực hành lòng biết ơn và làm những việc thiện lành từ ngay bây giờ. Mỗi một ngày trôi qua, chúng ta gieo vào tâm mình biết bao nhiêu là hạt giống có hạt giống của tình thương lại có hạt giống của lòng ghen hờn có hạt giống tốt lại có hạt giống xấu bởi vì đôi khi ta chưa chú ý đến việc gieo hạt này nên những kết quả sẽ đến với ta một cách bất ngờ từ nay hãy nhớ gieo hạt tốt và luôn tự nhắc nhở mình sống đúng như câu tục ngữ ở hiền gặp lành để cảm thấy tâm mình được an bình bạn nhé dưới đây là bài bình luận về câu tục ngữ ở hiền gặp lạnh mà một bạn học sinh viết xin phép được chia sẻ mời các bạn cùng lắng nghe và suy ngẫm trong kho tàng truyền thống việt nam có nhiều câu tục ngữ và ca dao nói về quan hệ nhân quả như gieo gió gặt bão gieo nhân nào gặt quả ấy ở hiền gặp lành ở ác gặp ác nhằm giáo dục khuyến khích mọi người hãy sống hướng thiện sống sao cho tốt đẹp đồng thời cũng cảnh báo những kẻ ích kỷ độc ác chỉ biết lợi ích cá nhân gây hại cho người khác ở hiền gặp lành có nghĩa là nếu chúng ta đối xử tử tế nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách hết lòng không vụ lợi thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ được đền bù xứng đáng những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta không nên hiểu đơn giản rằng làm ơn cho ai thì người đó sẽ đáp ơn chúng ta một cách công bằng theo kiểu thực dụng hòn bấc ném đi hòn trì ném lại hoặc bánh ít đi bánh quy lại nét đẹp trong đạo đức truyền thống của dân tộc việt nam là làm ơn há dễ mong người trả ơn. Thực tế cuộc sống chứng minh nhiều người ở hiền đã gặp lành. Ông bà, cha mẹ sống tử tế, nhân hậu thì con cháu cũng được hưởng phúc. Phúc ở đây không chỉ là những lợi ích về vật chất do người khác mang lại, mà chính là một quan niệm sống đúng đắn mang lại những kết quả có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Có thể hiểu nghĩa của từ lành trong câu tục ngữ này là tử tế, tốt đẹp, may mắn, nếu chúng ta ăn ở, đối xử với mọi người có nghĩa có tình, như bát nước đầy, bán anh em xa mua láng giềng gần, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, thì mọi người cũng sẽ đối xử lại với chúng ta như vậy. Điều đáng nói, tranh luận là trong cuộc sống không phải lúc nào ở hiền cũng gặp lành, thậm chí ngược lại. Nhiều người tốt lại rơi vào hoàn cảnh nghèo khó, kém may mắn, trong khi những kẻ ích kỷ, độc ác thì sống phúc đức, giàu có, phải chăng câu tục ngữ trên chỉ là một liều thuốc an thần dành cho giai cấp bị trị trong xã hội cũ? Mâu thuẫn ấy xuất phát từ thực tế là trong xã hội, những kẻ xấu vẫn tồn tại. Chúng liên kết với nhau tạo thành những thế lực hắc ám, tác oai tác quái, làm hại người lương thiện. Pháp luật nhiều khi chưa kịp trừng trị chúng hoặc chưa đến đúng nơi để bảo vệ quyền lợi của số đông người tốt, người hiền. Để cái thiện chiến thắng cái ác cần phải có nhiều điều kiện và điều kiện đầu tiên là phải quyết tâm tiêu diệt cái xấu cái ác khuyến khích cổ vũ cái đẹp cái thiện từ trong từng con người trong từng gia đình và trong cả xã hội chúng ta không nên hiểu ở hiền là phải nhẫn nhục chịu đựng ngoảnh mặt làm ngơ trước cái xấu cái ác hoặc hiền lành tử tế không làm hại ai nghĩa hẹp mà phải hiểu sâu hơn rộng lớn hơn ở hiền là hướng tới điều tốt tích cực chống lại cái xấu xa là quan điểm sống mình vì mọi người mọi người vì mình là đoàn kết giúp đỡ nhau cùng lao động sáng tạo làm ra của cải vật chất và tinh thần để không ngừng nâng cao đời sống câu tục ngữ trên nằm trong hệ thống tục ngữ giáo dục con người hãy sống hướng thiện con người có lương thiện thì xã hội mới tốt đẹp để đạt được điều đó chúng ta phải tự tu dưỡng rèn luyện tư tưởng đạo đức trên cơ sở của lòng nhân ái và trách nhiệm công dân nhận thức đúng đắn rạch ròi về cái tốt cái xấu về đạo lý sống sẽ giúp chúng ta tự hoàn thiện nhân cách nhiều người tốt sẽ tạo nên sức mạnh đẩy lùi cái xấu chắc chắn rằng trong tương lai không xa ý nghĩa của câu tục ngữ ở hiền gặp lành sẽ trở thành một cách phong cách sống mà rất nhiều người lựa chọn và thực hành hy vọng bài viết trên đã mang đến cho bạn những phút giây trải nghiệm thật lý thú chúc bạn bình an tài lộc đầy nhà và tôi là cảm giảm trong khai mở tâm nhãn trân trọng